Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế Marse định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Duy sẽ hướng dẫn các bạn thật kỹ kỹ thuật Marse. Tại vì sao Marse cần phải biết các bạn. Bạn Marse không được, bạn quýnh nhẹ nhẹ nó gặp mấy cái bị thăng băng là bạn ngồi bạn khóc tiếng máng luôn. Vậy là quýnh gì? Đúng không? Hoặc là vậy quýnh gì? Không lẽ quýnh bên kia? Quýnh bên kia giang hồ coi cái gì? Mặc dù cũng gom nó nhưng mà nó thường lắm, thằng nào biết quýnh đó. Hiểu không? Vậy kỹ thuật Marse sẽ giúp cho bạn giải quyết được những cái bi này. Bắt buộc phải học. Marse là một trong những kỹ thuật mà chúng ta cũng phải học bia. Mà nó khó một cái bạn. Marse ra ngoài bàn tao tập á, tao chửi nha. Lén lén thôi. Bữa nào không gặp chủ quá. Không nói thiệt á. Thấy bằng mát chửi liền luôn. Mát là như nè. Cầm mấy cơ trong bàn nó đung 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 vậy nó chửi mới lạ. Bạn gặp mấy cái bàn mà toàn là mũi cơ không là tụi nó mát á. Trong bàn nè. Kịch 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 nó. Thật ra Marse nó có công thức bạn. Duy gì không thích nó chỉ công thức. Bia là gì? Bia là cảm giác mà bia là cảm nhận. Chúng ta đang quýnh pizza theo những cái hiểu chúng ta về cái pizza. Tức là bạn quýnh nó sẽ có cách đánh của riêng bạn. Và Duy đánh có cách đánh của riêng gì. Nhưng mà chúng ta hiểu một cái nguyên tắc chung á, Marse là làm cho nó công minh. Đúng không? Thí dụ như nó bi này, bây giờ Duy muốn nó công vào bên này thì chúng ta phải đánh. Thứ nhất, nó chạm được trắng. Và thứ hai, chúng ta phải để phê phía bên tay phải để cho nó qua thằng đỏ. Vậy thôi. Đúng không? Thì chúng ta Marse hụt cái này nó có nhiều nguyên nhân. Một là các bạn không làm được cái điều như Duy vừa nói. Và thứ hai là bạn quýnh hụt trái. Và thứ ba là bạn quýnh tét cơ. Mà cái kỹ thuật Marse nó tét cơ và hụt trái là hai cái lỗi. Hai cái lỗi, cái lỗi Marse hụt trái với lỗi Marse tét cơ nó phổ biến. Nó phổ biến mà canh chưa được. Đúng không? Canh gì? Đúng không? Mà phải cảm nhận được. Còn có người người ta công thức, tao đo tao đứng vậy nè. Đó. Xong cái tao vô tao đứng vậy. Không như tao mổ vậy. Đó. Rất là công thức. Đúng không? Còn mình á là mình phải hiểu cách đánh của mình. Bây giờ Duy có thể chỉ cho bạn là quýnh, cố gắng nhắm đừng hụt trái. Đó, ví dụ cái đường bi này nè, bạn nhắm bằng mổ xuống vậy. Đúng không? Vậy là nó dày nè, mổ cái đùng vô chạy lên đây đâu trúng đâu. Đó, chúng ta phải nhắm nè, nó bi vàng nè, nó liếm vào trái bi trắng, nó cong vô trái bi đỏ. Marse căn bản là vậy trước đi. Thì muốn làm được chuyện đó phải để phê. Để phê sao? Khi mà bạn để phê sao trái bi vàng đi vậy nha, bạn nhớ. Nếu mà bạn bây giờ tôi nói trước cái phạm vi trái bi vàng, nếu mà bạn để phê cái kiểu mà 6 giờ vậy nè thì trái bi nó giật lại, đúng không? Nó tét cơ. Tại sao tét? Tại sao tét? Bạn phải hiểu là cái điểm nhắm của bạn và cái điểm đánh nó không, nó không chuẩn nè. Mổ xuống là không được tét nè, tại vị trí của cơ nè, không mổ xuống ngay vị trí này nó không tét. Thì bạn mổ vị trí này bạn nhấn sâu xuống, đúng không? Bạn nhấn cái bi sâu xuống như nè thì nó sẽ giật trái bi lại. Còn bạn mổ ngay đây nè, ngay đây đương nhiên bạn mổ xuống là trợt trái bi nó tét rồi, đúng không? Đó, do cái điểm mổ và không chuẩn, bằng mổ quá mỏng. Bằng mổ quá mỏng thì nó sẽ tắc cơ. Thì bằng phải cần mổ một cái vị trí mà nó dày rồi. Dù trái bi này nè, bạn chia làm đôi. Thì bằng mổ cái vị trí mà nó phân nửa cái đôi này nè thì nó không tét. Còn bằng mổ mỏng hơn nữa, nó tét chứ. Đúng không? Còn bằng mổ dày thì đứng chỗ luôn. Nó gãy mũi cơ luôn. Tại bằng mổ dày cái cụp từ ra bằng chẻ xuống đùng vậy nó đâu có dâu đâu, đúng không? Bằng phải mổ lệch qua bên này nè. Ví dụ như giờ bạn chia điểm này ra đây, điểm này giữa là không đi, chia tiếp phân nửa nữa nó đi và lấy cái tay mình chặt xuống, đúng không? Thì nó mới đi được, đúng không? Nó mới đi được, đúng không? Đó, nó mới đi vậy đó. Đó. Thì khi bạn quýnh á, bạn để cái mũi cơ chạm vị trí nào, tới bi nó sẽ cong theo cái chỗ đó. Nếu bạn để mũi cơ chạm thẳng trực diện như vậy nè, thì tới bi nó ve lại. Còn nếu mà bạn để bên đây, tới bi nó chạy lên đây nè, chạy lên đây xong nó vòng qua. Nhưng còn bạn để thấp xuống vậy, thì nó chạy như nè, nó chạy qua đây, nó vòng xuống. Không, tức là bạn để cái mũi nó về vị trí. Bây giờ mình tưởng tượng cái đồng hồ đi. Bây giờ 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ. Đúng không? Thì mà để cho Marse được á thì nó phải nằm ở vị trí dưới. Vị trí dưới là phê phải từ 3 giờ tới phê 9 giờ nó mới là Marse. Nhớ, không bao giờ mà để phê khác cả. Cái mũi cơ của bạn phải nằm vị trí từ 3 giờ cho tới 9 giờ. Bây giờ bạn tưởng tượng, đúng không? 3 giờ nó tẻ qua bên đây. 6 giờ tẻ xuống. Thì bạn muốn nó tẻ vô cái vị trí nào á, bên đây thì bạn để cái phê tương ứng. Bạn để phê tương ứng xong rồi bạn cảm nhận cách đánh của bạn nó cong bao nhiêu. Nếu mà nó chưa đủ cong thì bạn phải để phê sâu nữa, sâu nhất là 6 giờ nha. Bạn hiểu nè,
cạn nhất là thằng 3 giờ, thằng 9 giờ. Tôi tưởng ra không? Sâu nhất là thằng 6 giờ. Mà để càng sâu nó càng cong. Đó. Còn đương nhiên cái vị trí này là tôi đang nằm ở bên 3 giờ nè. Tôi để phê 3 giờ. Chừng nào vậy là vị trí này đây. Nè, nó vị trí này cũng là 3 giờ luôn nè. 3 giờ. Đó, còn vị trí 9 giờ là ở bên này. Đó, bên này nè, này nè, để 9 giờ. Thậm chí để 8 giờ đóng trúng nữa. 7 giờ đóng trúng sao? Cái vị trí cong nó phụ thuộc vào ốc phê và nó phụ thuộc vào cái độ nhõng cơ. Cái độ nhõng cơ bằng càng nhõng nó càng cong. Vậy là cong kinh nè. Vậy cong dừa nè. Đúng không? Còn nghiêng cơ nó cong nhẹ. Bây giờ bạn thấy có mấy trái gì nghiêng cơ? Có mấy trái gì dựng cơ? Đúng không? Dựng vậy là cong nhiều nè, dựng càng dốc nó càng cong. Đó, còn nghiêng vậy là cong nhẹ. Nhớ nha. Không có cầm gì quýnh nha mấy bố. Có mấy thằng mới tập nó quýnh vậy nè. Nó không biết sao quýnh nữa trời. Cầm gì sao quýnh được. Đúng không? Cầm cơ massage. Không có cầm đít vậy. Cầm gì sao dối tới. Cầm ngay vị trí này. Cầm hai ngón thôi. Cầm hai ngón thôi. Hai ngón vậy nè. Không có cầm ba ngón. Cầm hai ngón. Cái này cầm bình thường. Đúng không? Đó. Còn tay nào dài cầm xích lên xíu. Không cầm tới đây nha. Ví dụ tay như dài thì cầm xích lên xíu. Tùy vào cái độ nặng nguy cơ nữa. Mình học massage dễ thôi nha. Còn mấy cái massage công 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 mình tập quen mà tập mới được. Massage dễ nhất là như vậy. Vậy là dễ nhất. Vậy quýnh không học là không nào quýnh trúng hết. Xin lỗi bạn, cái này quýnh không trúng là không có nào quýnh trúng hết. Đúng không? Chỉ cần nè. Đúng không? Bạn để phê. Ốc phê mấy giờ nó cũng trúng hết. Thậm chí cái này nó cong ngắn mà. Bạn để chỉ cần nghiêng cơ qua phía này thôi, nhìn mũi cơ vậy nè. Nghiêng qua phía này đúng không? Xong rồi mổ xuống thôi. Wow, không chạy đâu đó. Bị nó chắc chắn là sẽ cong. Cái đó là massage dễ nhất. Massage thường gặp nhất, khi bạn quýnh ba đó bị nó chụm lại vậy nè. Không biết massage là khóc có tiếng máng rồi chứ quýnh gì, quýnh chưa nó lùi. A băng có thể là mất gốc a băng được. Nhưng mà cái bi này chỉ cần nghiêng qua thôi cái là trúng. Đó, mà nhìn những thế massage nha, cái tá bi này mình phải ngồi bàn nha. Bây giờ mấy nhỏ con gái mông to, với Duy mông to ngồi bàn thế massage là đẹp. Wow. Không có gì nói thiệt này, mày đừng có cười. Mấy tập gym massage tướng bao đẹp, mấy anh cơ thủ massage bao xấu. Không có đó nói thiệt, mấy anh em cơ thủ đi tập gym đi nha. Tại vì bằng sao? Khi mà tập gym massage nè, mà nhìn là cơ nè nó nổi nè không? Thế để cái cơ nè không? Cơ bắt cơ lưng nè không? Đúng không? Đó không? Để vậy là ngầu rồi. Chụp hình vậy mới có tiền mà. Nói thiệt. Tướng tập gym quýnh cầm cơ bao ngầu. Tay nó cơ quýnh bao ngầu. Bỏ làm sao? Có bỏ làm sao? Bỏ làm sao không được cả. Miễn bỏ mình nó vững vững vậy thôi. Còn mà massage kỹ thuật á, nhiều khi mà Di cầm gì luôn nè. Tùy thôi. Quan trọng con bỏ là để cho cái mũi cơ bạn nóng lại. Nhưng mà thường thường bạn mới tập thì bạn cầm vậy nè. Đúng không? Mát xuống thôi. Đó. Nhớ là đâm xuyên bi. Đâm xuyên bi. Nè, đâm xuyên xuống. Đó không? Đâm xuyên xuống nghe kịch kịch đâu. Còn bạn đâm mà mới vậy nó không đi đâu. Đâm tới đây dừng, nó không đi. Nè, còn bạn đâm xuống, xuyên xuống tới bi luôn nè. Nè, xuyên, thấy không? Nhìn mũi cơ của Di á. Nhưng mà nhẹ nhẹ lũng bàn tao cho ba. Mấy anh chưa mấy bác xê ghê lắm. Nó quýnh gãy mũi cơ dưới lũng cái bàn luôn. Đi massage á, vô tiệm cầm cơ 200 ngàn thôi. Đừng có cầm cơ 28 triệu như Di mà mổ nha ba. Mổ biết mổ thì không sao. Chưa biết mổ gãy mẹ cái ngọn 5 triệu tức luôn cái này hư cái cơ á. Cơ mình nó có hai bộ phận, đúng không? Nếu bằng gãy cái này không bằng thay 5 triệu. Còn nếu mà tức cái này luôn là tức cái này mà nó dẫn tới hư cái trong đây á. Là theo Di nghĩ là mua cơ mới luôn á. Đó, nên massage, cái này mát cũng được. Nói chung là thẳng là mát được hết à. Thì mát sao? Liếm trái trắng, cong qua trái đỏ. Đúng không? Đó, đó. Cái lỗi này mới nhắc nó ra đó bạn. Đâm không sâu. Đâm không sâu nó ra gì đó. Đúng không? Đâm sâu ra vậy. Massage cái nào thao lơ cái đó nha. Nó hết thao lơ lắm. Mấy cái này mát chứ làm gì? Không quýnh băng bên kia cũng được. Nhưng mà biết mát, mắt vẫn mát. Đúng không? Nó hụt. Tại sao hụt trái? Bây giờ Di quýnh lỗi cho tôi đưa cho bạn coi nè. Nó, cốc còn biết quan tâm. Bị dày. Bị dày quá nó chạy vậy đó. Nó, té cơ. Hụt trái. Rất khó. Bạn mới mắt xê kiểu gì mà không gặp cái lỗi đó. Hụt trái từ lưa hết rồi. Hụt trái với dày, hụt trái với dày. Mà nên mắt xê mỏng, trúng trái. Vì nó mới đi được. Phải làm chủ được đường cong của mình mà. Đó, đó, thấy
không? Nó dễ ăn của ngoại đâu ông nội. Mấy anh tập đi thấy cảnh khổ nè, cười ha hả nè nha. Cái nào trên đây cũng có mấy thằng cười ha hả nè. Tập đi ba, nó thiếu công. Thiếu công là ốc phê sai. Nó sai đủ đường hết, ốc phê sai. Trái sau mình cũng quýnh y như vậy mà để phê nhiều hơn. Ốc phê nhiều là ví dụ như nãy mà để phê 4 giờ thì bây giờ mình giờ lên 5 giờ đó bạn. Nó ốc phê dư. Đủ khổ vậy á. Ngon quạo luôn á, thiệt, mà tập đi. Bạn thấy trúng trái này làm kỳ công không phải dễ đâu. Mấy trái bát xê. Kỳ công không phải dễ đâu. Gặp trái này quýnh vậy. Bát xê là dùng để mình xử lý mấy trái bị gần gần vậy đó. Trái này là bát xê hắc. Tại vì bạn bát xê bình thường nó đá, nó không trúng đâu nha. Bát xê hắc, bát xê ngoài đây nè. Ghê không? Mát xê là gì? Là công bi. Là công bi. Bạn chỉ cần điều khiển được cái đường bi công của bạn là nó trúng rồi. Cái đó mát xê bố láo á. Mát xê hát mà. Thường thường công thức là gì? Nó mát xê là trúng cái này xong rồi trúng cái kia đúng không? Tức là pizza của gì nó phải chạy trúng cái này xong nó ôm vào trúng cái này. Bây giờ bố láo quýnh từ ngoài vòng vô luôn. Má nó chửi luôn chứ gì nữa. Tại sao? Tại vì mình mát xê quen tay, mình điều khiển được cái đường công của mình. Đường công của mình khiển sao nó cũng trúng hết á. Ví dụ gặp mấy trái về đi. Mấy trái về quýnh sao, đúng không? Đậu sơn thì sơn không nổi. Má sơn thì sơn méo nổi mà cu lê nó đá. Đó, khó chịu lắm, phải giỡn đâu. Chỉ còn chiêu mát xê. Còn chiêu mát xê thôi. Phục chịu luôn á. Đúng không? Hên thôi. Hên thôi. Nguyên tắc mà mình quýnh trúng mình phải nói hên thôi cho đối thủ mình nó đừng có nản. Rồi gặp trái này đi. Khó hơn trái nãy nữa. Má trái này thuộc dạng của lê đón. Trời hụt. Đó. Cái má trái này má xê trúng nó chửi liền. Trái này đúng không? Trái này má xê sao trời. Đó. Má đập trái nghiệt ngã vậy đó. Thật ra trái này không cần tới má xê. Đó trái này má xê nè. Má xê như vậy có trúng không? Dương biến rồi, coi đây là mắt, à, chắc là mắt xê. Đừng chửi tao nghe, hên á. Hên thôi. Hên là không chửi nha. Da vui không nội. Chửi quá, bỉ à. Không thì chơi vậy coi. Hên thôi, không chửi. Anh gì hên á. Nói chung bây giờ là hên mấy bạn ơi, hên quýnh nhiều chúng hết á. Nhớ nhen. Vụ bi sao ta? Bi sao mà nó điếc quýnh mát xê nó mới hợp lý. Còn không lẽ trái gì mất kiến đi mát xê rồi nó chửi luôn á, thiệt chứ bộ. Chứ trái bi này không lẽ giờ đi mất kiến gì đi mát xê. Trời má ơi. Wow. Ờ nó thiệt chứ bạn massage mỏi dai lắm. Nhổng cái cơ lên mỏi dai lắm. Chết mẹ rớt. Nên nói thiệt á, massage là đường cong. Nhắc lại bạn muốn bi bên nào để phê bên đó. Thí dụ giờ Di cái bi này đi. Di muốn nó chạy từ ngoài răng vô đây đúng không? Thì á, Di phải quýnh cái hướng vào đây nè. Tức là mình nhắm cái bi mình quýnh răng ra đó. Xong rồi mình muốn cho nó giật vô đây, mình phải để phê bên này. Đúng không? Mình phải để phê bên này. Mình để phê bên này nó chạy đây nó giật vô. Nhưng mà cái điều quan trọng mình muốn làm được á là mình phải quýnh đâm xuống một cái lực. Bi đi bi xa. Đâm từ trên đâm xuống đâm. Đó. Chưa đủ lực không? Rồi là gì? Chưa đủ đâu công. Ốc phê thiếu. Dứt lại cái nữa. Đấy má ơi. Mấy này dễ nè. Mấy này dễ nè, dễ nè, dễ nè. Hát cái này là phải tập bài rai nhiều nhiều nha các bạn, tập tay nè. Không tập gì nữa. Nhớ là uống bi xê trước khi quýnh nha, cho tỉnh táo canh mới được chứ không bài là mỏi dai lắm. Siêu mỏi.
Trong lớp anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu hồng phải huy hoàng bên lá ngọc, sắc carbon ngào nghe ánh kim cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên, vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền, mãi vững bền với liên kết thời gian, trái tim anh sắt đá cũng.